Nhắm mắt vào chứ ai bảo mở mắt. Nhìn mặt số kìa. Kìa, kìa, nhìn nhìn lại kìa. Nào nhanh lên. Nhắm mắt vào. Đấy đấy, làm nào để nó rơi đi. Không được dùng tay. Không được dùng tay, nhẹ nhàng. Ôi thôi, nhặt lên tiếp. Nhặt tiếp lên. Nào nào. Rơi, tiếp tục nhặt lên. Xong được rồi, kìa, ngửa lên, rơi rồi. Thư rơi. Đừng cười, cười là rơi. Bảo ăn sắp được rồi, bảo ăn sắp được rồi. Bảo ăn sắp được rồi, cố lên, cố lên. Cố lên, à, đừng cười, đừng cười. Đừng cười, đừng cười. Cưng là người yêu cái. Các em ơi, ra đây, tập trung ơi. À. Em rồi, con rồi. Từ từ, từ từ. Ai cũng sẽ có phần, ai cũng sẽ được ăn. Nhưng mà không phải tự nhiên đưa cho bánh này để ăn luôn đâu nhá. Bây giờ chơi cái trò này để ăn, nhớ chưa? Nhưng mà bình thường tự nhiên lại đi ăn như thế làm gì chị? Thế mới là khó chứ. Thế bây giờ chia thì có mà hết à? Đúng không? Đang ăn nhưng mà có bánh rồi mình ăn luôn à, đi. Em hiểu rồi. Yeah, mình ăn nhâm nhí. Được rồi, nào. Ra đây. Bây giờ mỗi người đứng một cái vòng tròn này. Nào, mỗi người đứng một vòng tròn. Nhanh. À, nào đại sang đây. Nào, có muốn ăn bánh không? Có. À, bây giờ nhá, các bạn chú ý này và nghe này, nghe chị phổ biến này. Bây giờ chị sẽ phát bánh cho các bạn này. Bạn nào mà khéo léo thì bạn đấy sẽ được ăn nhiều bánh nhá. Bây giờ bánh các bạn sẽ dùng bánh, không được dùng tay nhá. Chúng ta sẽ đặt chiếc bánh lên trên trán này. Các bạn di chuyển làm thế nào để cho nó xuống mồm để mình ăn bánh, mình được ăn bánh nhá. Không được dùng tay. Nhớ chưa nhở? Không được dùng tay. Khi nào mà bánh rơi ngậm được xuống mồm rồi thì mới được lấy tay cầm ăn nhá. Các bạn làm nào để không rơi chiếc bánh này đi nhá. Để phải được ăn nhiều bánh, nhớ chưa? Các bạn hiểu cách chơi chưa? Bây giờ chị chia ra mỗi người cái cầm lấy đã. Đừng làm rơi. Tiếp. Có cái gì màu đen đen này. Không sao. Cái đấy ngọt lắm. Đường ấy. Đừng có ngọt. Ui. Đi biển ra thì còn làm cái gì nữa. Đã bảo là cái hạt đấy. Không phải. Thế thì lấy cái khác. Nào, bắt đầu. 1, 2, 3, bắt đầu. Để lên trán. Di chuyển, ngửa lên, ngửa lên. Không được dùng tay. Mắt làm cái hạt đấy. Nhắm mắt vào chứ ai bảo mở mắt. Nhìn mặt số kìa. Kìa, kìa, nhìn nhìn lại kìa. Nào nhanh lên. Nhắm mắt vào. Đấy đấy, làm nào để nó rơi đi. Không được dùng tay. Không được dùng tay, nhẹ nhàng. Ôi thôi, nhặt lên tiếp. Nhặt tiếp lên. Nào nào. Rơi, tiếp tục nhặt lên. Xong được rồi, kìa, ngửa lên, rơi rồi. Thư rơi. Đừng cười, cười là rơi. Bảo ăn sắp được rồi, bảo ăn sắp được rồi. Bảo ăn sắp được rồi, cố lên, cố lên. Cố lên, à, đừng cười, đừng cười. Đừng cười, đừng cười. Cưng là người yêu cái lè lươi. Đừng cười, cắn luôn. Giỏi. Nào tiếp tục. Thế ông ăn cao rồi. Ừ, được rồi. Bạn nào được rồi, bạn đấy được ăn luôn. Được ăn rồi. Ôi, cả bốn bạn đều được rơi, toàn vào rồi á. Lè lưỡi trúng phát ăn luôn. À, lè lưỡi trúng phát ăn luôn à, được rồi. Bây giờ các bạn ăn đi, nào. Khiếp, bạn nào cũng giỏi nhở. Bạn nào cũng được ăn một cái. Chị ơi, em thấy trò này hơi bị dễ hơn trò cái kia thì trò này khó hơn nhưng mà trò này dễ hơn. Thế á? Nhờ. Tí nữa vòng 2 xem nhá. Hình như có bạn ăn gian trong cái trò chơi này thì phải. Anh đố. Ấy, ngoài em rồi. Nào, ăn nhanh để tiếp tục. Nào, ăn nhanh để tiếp tục nào. Anh nhanh để tiếp tục nhá. Nào. Nào. Tiếp tục. Nào. Tú chưa ăn hết à? Ăn xong mà. Nào. Tiếp tục. Ôi, ăn lâu thế. Cho nghỉ tí ăn đi. Tú ăn bánh có thấy ngon không? Có nghẹn không? À, không à? Đại, đại ăn bánh có ngon không? Ngon à? Này, các bạn nhìn bảo ăn rất là đều nhá. Chưa chơi đâu nhưng mà đặt ngay ở mồm luôn rồi. Chưa được cắn, từ từ đã. Cháu chưa có thể, em thèm lắm rồi nhá. Từ từ cho các chị ăn. Cái gì ăn này là em bú mặt bây giờ. Cái gì đấy? Phủi. Ăn xong chưa? Phủi. Phủi đi đã. Đúng đi đã. Tay của chị ấy.
đôi tay của chị tắm. Phủi đi, phủi đi. Ăn xong rồi hết rồi chị ạ. Nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Bạn Tú nhảy này các bạn ạ, đang nhảy, bạn Tú đang nhảy. Tiếp đi, tiếp đi. Nhắm mắt vào. Rơi lại làm lại, rơi lại làm lại. Nào. À, bạn Thư được ăn rồi, bạn Thư ăn đi. Đứng đứng yên để ăn, để quan sát cái em này. Tú cố lên. Tú nhai gì mà lâu thế? À, đừng cười, đừng cười. Đừng cười, nhẹ nhàng, khéo léo, khéo léo. Rơi làm lại, rơi làm lại. Sắp được rồi, cố lên. Cắn luôn. Từ từ đã một tí nữa. Xuống một tí. À, xuống một tí nữa. Các bạn ơi, nhấn được quần ăn. Sắp được rồi. Bạn Tú rất xuất sắc luôn, bạn Tú cắn gọn cái bánh luôn. Đại cố lên. Mày được ăn chưa? Ôi, bánh đến mồm rồi. À, được rồi, được rồi. Nào, bạn Đại, cố lên bạn Đại. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Nào, Đại tiếp tục nào. Anh Đại ơi, em bảo để uống xuống đó ra mặt. Bạn Tú giỏi chưa? Bạn Tú làm di chuyển bánh nào mà cắn gọn trong mồm luôn. Ôi, ôi, các bạn ơi, các bạn ơi, bạn Tú rơi răng. Mẹ ơi, đây này. Sao lại rơi được? Ăn bánh được rồi. Hả? Sao lại rơi được? Chắc lúc này không. Ai giời ơi, thế là hôm nay phải cảm hôm nay phải cảm ơn cái bánh, nhớ chưa? Nhờ cái bánh. Nhờ có cái bánh mà không phải đi bẻ răng. Nghe răng. Cầm về. Đó, sẽ thử. Cầm về đi cho mẹ nhá. Nào, các bạn ơi, tập trung vào đây để cổ vũ cho Đại nào. Đại cố lên, Đại cố lên. Nhắm mắt vào chứ. Tiếp tục nhanh lên. Nào, nào. Đừng vội. Bỏ tay dưới. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chắc được rồi đấy. Bạn Đại sướng quá, bạn Đại chạy hẳn ra ngoài rồi các bạn ạ. Thế là các bạn ơi, thế là vòng thi này bạn nào cũng đã hoàn thành ăn được chiếc bánh của mình rồi. Nào bây giờ các bạn ăn bánh của mình đi. À, ăn bánh đi. Ăn hết rồi. À, anh Thư đã ăn hết rồi. Bạn Tú. Nhớ là hôm nay về phải cảm ơn cái chiếc bánh, vì nhờ chiếc bánh mà không phải đi nhổ răng nhá. Răng đâu rồi Đại? Túi. Cái túi rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Cô tặng cho 1.000 đấy. Được rồi, ăn đi. Các bạn vừa chơi trò chơi này các bạn thấy như nào? Vui, rất vui. À, rất là vui đúng không nhỉ? Và mình phải thật là khéo léo mới được ăn chiếc bánh. Thế hôm nay mỗi bạn được ăn mấy cái bánh? Mỗi bạn được ăn mấy cái bánh? Ăn 2 cái bánh. 2 cái. Ui, thế bạn nào cũng được 2 cái à? Giỏi thế nhỉ? Thế lần sau mình lại cố gắng để ăn nhiều bánh hơn nữa nhá. Qua cái trò chơi này để rèn luyện cho các em nhỏ sự khéo léo và kiên trì để giành được chiếc bánh của mình để được ăn đấy các bạn ạ. Video của chúng mình xin kết thúc tại đây. Mọi người nhớ ủng hộ và chia sẻ kênh Anh Thư TV nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.